Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Thới Lai triển khai phương án, biện pháp thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 15 từ 0 giờ ngày hôm qua 18 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Tính đến ngày 18 tháng 9, huyện có 378 ca mắc COVID-19, đã tiêm vaccine phòng COVID cho 24.000 người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi được tiêm ngừa đạt trên 28%. Hiện nay, huyện còn 2 trên 6 khu cách ly tập trung đang hoạt động, sức chứa 375 giường, đang thực hiện cách ly tập trung 61 người. Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư huyện ủy Thới Lai, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, các xã thị trấn phải giữ vững thành trì, tiếp tục duy trì các chốt chặn tại cửa ngõ ra vào huyện xã, đảm bảo trực 24 trên 24 giờ, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Nếu nơi nào mất cảnh giác không bảo vệ vùng xanh để dịch bùng phát trở lại thì lãnh đạo địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện.